ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giang, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong ngày hoan hỷ và hạnh phúc nhất của chú rể và cô dâu, 30 tháng 12 2017, tôi xin gửi đến quý vị đề tài để hạnh phúc được nhân đôi. Nền văn hóa chữ viết của Trung Hoa được xem mang tính triết lý cao. Có một số từ là tả thanh, có một số từ đó vẽ hình, có một số từ khi chiết từ đó thì tính triết lý rất cao và hàm nghĩa rất sâu. Hôn nhân trong văn hóa chữ nghĩa Trung Hoa đó được gọi là song hỷ, tức là niềm vui song hành, niềm vui cùng nhau. Niềm vui song hành và cùng nhau đó chỉ có thể được thực hiện khi cả hai cùng có nguyện vọng đó, sống cho nguyện vọng đó và hy sinh tất cả để nguyện ước đó, đó trở thành hiện thực. Thì ngày hôm nay dưới sự chứng minh của tăng đoàn chùa Giác Ngộ, cha mẹ và họ hàng hai bên, chú rể và cô dâu á, chính thức chọn nhau làm chồng vợ và cũng đã phát nguyện nói từ trái tim và nhận thức của mình chọn đời chung thủy, sống hạnh phúc và thương yêu. Ngoài yếu tố niềm vui song hành đó, thì tôi muốn gợi ý về niềm vui nhân đôi. Thì khi mà niềm vui mà nó cùng song song với nhau đó thì chắc chắn là nó sẽ được nhân đôi lên, vì cả hai cùng vui. Và không chỉ cả hai cùng vui mà còn cả gia đình họ tộc, cha mẹ, bằng hữu, tất cả cùng vui lây. Sau đây đó là một vài gợi ý căn bản, mong hai bạn cùng suy gẫm. Điều 1, hài hòa giữa hai nền văn hóa. Rất may mắn hai bạn đều là Phật tử, và do vậy có những điểm tương đồng về quan điểm cuộc sống, bao gồm mà thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan. Khi có cùng tôn giáo là đạo Phật đó, các bạn có cơ hội mở ra các cánh cửa sổ tri thức và cùng nhìn nhau về một hướng, cùng hiểu biết và chia sẻ sự biết, và do vậy đó tránh được tối đa những sự bất đồng mà phần lớn đó dẫn đến sự cãi vã, tranh luận. Những cặp vợ chồng có bối cảnh tôn giáo khác nhau, ngay cả trong trường hợp Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, có cùng một gốc rễ và cùng tôn thờ Chúa Giêsu Kitô, sống chung cùng nhau chỉ có những cái điểm dị biệt căn bản thôi đã trở thành một vấn nạn rồi. Cho nên điều tốt nhất đó là khi hai trái tim từ hai cơ thể muốn nối kết với nhau bằng khế ước hôn nhân, chúng ta phải tập hài hòa hai nền văn hóa ở một phạm vi rộng. Thì mỗi một cá thể sống đó xuất thân từ một cộng đồng, cộng đồng đó là chia ra nhiều họ tộc,
trong mỗi một họ tộc á, có truyền thống văn hóa khác nhau. Và do vậy đó, văn hóa gia đình mà mỗi người được thừa hưởng trực tiếp từ cha mẹ thừa hưởng từ ông bà lại thừa hưởng từ ông cố bà cố, ông sơ bà sơ, ông sở bà sở. Cứ như thế tri nguyên á, thì chúng ta thấy rằng là cuộc sống của mình về phương diện văn hóa và tri thức không phải chỉ mới bắt đầu ở kiếp này. Trong bối cảnh văn hóa Việt Nam do đông dân và nền kinh tế chưa thật sự phát triển, tình trạng tam đại đồng đường hay là nhị đại đồng đường, tức ba thế hệ hoặc hai thế hệ cùng sống chung trong một căn nhà, trở thành hiện tượng xã hội khá phổ biến. Điều này nó dẫn đến tình trạng đó là sau khi hôn nhân được chính thức thực hiện tại chùa và đăng ký hợp pháp với luật á, thì sẽ xảy đến tình trạng phần lớn á, là cô dâu sẽ về nhà chồng lập dâu, sống với văn hóa của gia đình chồng. Một thiểu số trường hợp còn lại đó là chú rể về ở rể ở gia đình vợ và phải tập làm quen với nền văn hóa của bên vợ. Trong trường hợp cả gia đình bên vợ lẫn bên chồng đều có đủ điều kiện tài chính giúp đỡ cho cả hai người, hoặc hai người đó là với nghề nghiệp ổn định tự lập nghiệp bằng việc xây dựng hoặc là mua căn nhà riêng hay là thuê căn hộ riêng, lúc đó việc hài hòa giữa hai nền văn hóa vẫn diễn ra. Cái cá tánh bao gồm những nghiệp riêng trong tương quan với xã hội bao gồm những nghiệp chung, dễ làm cho chúng ta va chạm mâu thuẫn, mà nếu không khéo hòa giải đó dẫn đến những xung đột nhất định, và điều đó là mối đe dọa cho hạnh phúc cả hai. Trong bốn điều phát nguyện trước khi trao nhẫn cưới, hai bạn đã thề ước với nhau rằng đó là tôn trọng và tiếp nối truyền thống đạo đức và văn hóa Việt Nam cũng như là văn hóa của gia tộc. Về phương diện tự do được luật pháp bảo hộ, các bạn được quyền theo hay không theo văn hóa Việt Nam, các bạn được quyền theo hay không theo văn hóa gia đình. Nhưng mà tôi vẫn khuyên các bạn á, là nên tình nguyện chẳng những theo còn góp phần giữ gìn và phát triển văn hóa Việt Nam và gia tộc của các bạn. Bởi vì giá trị của một kiếp người, ngoài những tiện ích mà con người hưởng thụ do lập nghiệp thành công, còn là đời sống tinh thần cao quý mà con người phải biết sử dụng đúng hướng. Vậy do đó giữ gìn truyền thống văn hóa của Việt Nam đó sẽ làm cho người Việt Nam nói chung và các bạn nói riêng tăng trưởng thêm hệ giá trị tinh thần. Khi các bạn mặc áo dài, khăn đóng, có mặt ở các tổ chức quốc tế hay là những nơi ngoài đất nước Việt Nam, tôi tin rằng đó các tầm nhìn đó sẽ hướng về các bạn. Tôi đã dẫn nhiều phái đoàn của Việt Nam biểu diễn văn hóa nghệ thuật ở nhiều quốc gia trong những lễ hội văn hóa Phật giáo, Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, và cũng nhiều lần dẫn các phái đoàn Việt Nam trong nước và nước ngoài chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ và Nepal. Tại các điểm Phật tích quan trọng như Lâm Thị Ni, nơi Đức Phật đản sinh, Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo, Sa Náp, nơi Đức Phật chuyển pháp luân, Kushinaga,
nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì các Phật tử nữ đều được khích lệ mặc áo dài truyền thống Việt Nam. Lập tức các tầm nhìn gồm có những người chụp hình và những người quay phim và những người sử dụng iPhone, iPad hướng về phái đoàn Việt Nam, vì trang phục áo dài khăn đóng là rất đẹp. Tôi rất tiếc là chỉ trong vòng có mấy chục năm xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa y phục truyền thống này đó bị mất dần chỗ đứng. Chúng ta đang bị Tây hóa, trước đây thì bị Trung Quốc hóa. Chúng ta chỉ sử dụng các lễ phục truyền thống của Việt Nam vào những dịp lễ thôi, dạ tiệc, lễ cưới. Còn thường nhật á, thì chúng ta ít khi sử dụng đến lắm. Thì đó là một phần nhỏ của văn hóa Việt Nam. Thì trong nền văn hóa Việt Nam quan trọng nhất đó vẫn là văn hóa thờ ông bà tổ tiên, kế đến là văn hóa Phật giáo đồng hành với Việt Nam. Thì chúng ta cố gắng giữ truyền thống văn hóa này từ thế hệ này sang thế hệ khác, dầu ở đâu, vai trò xã hội nào, quý vị đang làm gì, thì cũng nên nghĩ rằng mình là đại sứ văn hóa Việt Nam. Thiền sư Nhất Hạnh xa quê hương từ năm 1966, và 39 năm sau, vào năm 2005, lần đầu tiên trở về chia sẻ Phật Pháp cho cộng đồng người Việt Nam trong nước. Mấy chục năm hoằng pháp tại hải ngoại, độ cho hàng triệu người, đi tới đâu thiền sư Dứt Hạnh đều giới thiệu áo dài Việt Nam, khăn đóng Việt Nam, nón lá Việt Nam, màu nâu sồng của Việt Nam. Thì đó là một nỗ lực rất ấn tượng, mà theo đó rất nhiều người phương Tây thông qua sự dẫn dắt đạo của thiền sư Dứt Hạnh có thiện cảm với văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam. Còn văn hóa gia tộc á, thì mỗi gia đình á, là khác nhau. Truyền thống Việt Nam khuyên chúng ta là gì? Cha mẹ làm thầy, con em không được đốt sách, tức là không kết thúc những truyền thống văn hóa tốt đẹp ở trong gia tộc mình. Cha mẹ, ông bà là Phật tử, thì các bạn với vai trò làm con tiếp tục là Phật tử. Và vì mình thấy rằng là Phật tử là được hạnh phúc, hạnh phúc lớn hơn những thành phần còn lại của các tôn giáo khác, chúng ta nên dẫn dắt như một trách nhiệm để cho con em mình cũng tiếp tục làm Phật tử. Thì bằng cách đó đó, một mặt đó, chúng ta hài hòa được truyền thống văn hóa giữa hai gia đình, giữa hai họ tộc. Mặt khác đó, chúng ta làm cho sự hài hòa đó trở thành một điều gì đó rất là an vui và hạnh phúc, theo đó được nhân đôi. Chứ là những cái va vấp hay là những cái cú sốc văn hóa do chúng ta chưa hiểu được văn hóa của bên vợ, văn hóa bên chồng á, sẽ ít nhiều làm tổn giảm hạnh phúc của cả hai. Mặc dù hai bên có thể rất hiểu nhau, thông cảm nhau, nhưng mà về lâu về dài đó, sức chịu đựng nào cũng có giới hạn. Cho nên cố gắng là hòa nhập vế. Là khi mà mình sống độc thân, chúng ta chỉ giữ truyền thống văn hóa của bên mình thôi. Còn khi mà hai trái tim hòa nhập nhau để nỗ lực đó, là đi cùng nhau trên mọi nẻo đường đời, và bắt đầu từ ngày hôm nay hành trình của cuộc sống là có nhau, chúng ta phải vui với nền văn hóa của gia tộc còn lại. Cha của cô dâu trong chia sẻ kinh nghiệm làm vợ chồng và chúc phúc cho con dâu và rể của mình đó, có nói một điều rất hay, đó là xem gia đình chồng như là gia đình mình, cha mẹ chồng như là cha mẹ ruột mình. Và tương tự đó, chú rể cũng phải xem cha mẹ vợ như là cha mẹ ruột và gia đình vợ như là gia đình mình. Thì cái nhận thức này tạo ra cái sự hài hòa văn hóa giữa hai gia đình.
và chúng ta không có thiên nặng một bên và xem nhẹ bên còn lại, dầu về vị thế xã hội và điều kiện tài chính đó, hiếm khi nào mà hai bên nó ngang ngửa. Phần lớn là một bên nổi trội hơn và một bên đó là kém hơn một chút hoặc kém hơn nhiều. Thì cũng không vì thế mà chúng ta có cái nhận thức và lối ứng xử là cao và thấp, nặng và nhẹ, phải xem một cách đồng đẳng như là văn hóa bình đẳng và công bằng xã hội được Đức Phật chủ trương. Thì sự hài hòa giữa hai nền văn hóa sẽ giúp cho hai bạn đó nhân đôi được hạnh phúc của bên của cả hai. Chứ còn mình thiên là một bên đó thì bên còn lại bị lép vế. Cái sự chịu đựng trong cách thức lép vế đó chắc chắn là có giới hạn. Điều hai, hiểu biết và thương yêu. Cô dâu đã phát nguyện nhận người mình thương yêu nhất làm chồng. Chú rể cũng tương tự như thế, nhưng mà xúc động quá, nói không nên lời, ngập ngừng hồi lâu. Và có lẽ là người hướng nội, cho nên là chưa quen với việc diễn đạt, nhưng mà cuối cùng cũng nói lên được ý tưởng, đó là hiểu nhau và thương yêu nhau để trao cho nhau được hạnh phúc. Hiểu và thương trong thuật ngữ Phật học tại Việt Nam đó là dịch thoát nghĩa từ khái niệm trí tuệ và từ bi. Trong tiếng Pali, trí tuệ là Panya, là một loại nhận thức mà theo đó đó chúng ta đánh giá con người, sự vật, sự việc, tình huống như chúng đang là, tránh can thiệp ý thức chủ quan của chúng ta vào tiến trình nhận định. Và khi mà mình nhìn bằng một cách khách quan đó thì chúng ta sẽ vẫy tay chào với thành kiến, ác cảm và nhiều cái thái độ tâm lý rất là tiêu cực, mà vốn á, khi mà hòa trộn với nhận thức á, sẽ làm cho chúng ta nhận thức trở thành như là một cặp kính màu. Cặp kính màu có nghĩa là khi mình đeo màu đen thì mình thấy mọi sự vật với các màu khác nhau cũng trở thành là màu đen. Khi chúng ta đeo màu đỏ thì thấy mọi thứ đều là màu đỏ, mà đôi khi thực tế của sự vật không phải là màu đỏ mà màu đen, mà là màu của chính nó. Về phương diện đạo đức á, thì người có trí tuệ sẽ sống đời đạo đức tốt, chuẩn mực và không bao giờ phạm pháp. Về các vấn nạn đó, từ người có trí tuệ đó, sẽ mạnh dạn với bản lĩnh lớn tiếp xúc và phân tích các nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau để truy ra được đâu là giải pháp. Cho nên là vấn nạn nào cũng được người trí tuệ vượt qua một cách thành công và lâu dài. Mặc dù dịch đơn giản là hiểu, không toát được hết tất cả ý nghĩa triết học mà kinh Phật đã nêu ra, nhưng trong văn hóa ứng xử và giao tế, khái niệm hiểu nó đòi hỏi chúng ta phải cảm thông với người khác, phải thấy rõ được cái biệt nghiệp cầu của người khác, để thay vì chấp dứt, trách cứ rồi là bảo thủ lẫn nhau, chúng ta dễ dàng hòa nhã, hài hòa sống cùng nhau trong cái hòa bình và thương yêu. Chữ thương trong tiếng Việt, trong ngữ cảnh hiểu và thương á, là được dịch thoát nghĩa từ tiếng Pali và Sanskrit, đó là metta. Metta đó thường được dịch đó là từ. Từ là nhận thức, lời nói và hành động mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho người khác. Tức là bất cứ ở đâu, làm việc gì, tiếp xúc với ai, tại thời điểm nào, điều quan trọng là hãy nỗ lực làm cho người khác được vui, được hạnh phúc, được bình an. Hiểu và thương đó đã trở thành là chủ trương quan trọng của Đạo Phật
trong hôn nhân và trong các tương quan xã hội. Chỉ khi nào chúng ta hiểu ai đó một cách sâu sắc, chúng ta mới thương họ một cách đó, mang lại hạnh phúc. Còn yêu thương mà thiếu hiểu biết thì càng yêu thương đó có thể trở thành sự trói buộc, thậm chí là ghen tuông mù quáng, hay là vô tình tạo ra chiếc còng số 8 trói buộc người bình thường, hoặc là giam nhốt người bình thường ở trong chiếc lồng vàng hay chiếc lồng kim cương. Mặc dầu người bảo bọc đó là dành hết tất cả những cái điều kiện tài chính, tâm huyết, mọi thứ để mà chu lo, quan tâm cho người bình thường, nhưng thái độ thiếu hiểu sẽ làm cho sự yêu thương đó trở thành một sự trói buộc. Và người được yêu thương trong tình trạng bị trói buộc đó bao giờ cũng có cảm giác ngột ngạt, mất tự do, cho nên đó là muốn nỗ lực thoát ly. Thì trong tình huống này đó, người ta thường mô tả là gì? Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Tức là khi mà bị thương yêu trong tình trạng bị trói buộc quá, mất tự do quá, bị quản thúc quá, người ta không cảm thấy cái sự dành tặng, sự thương yêu đó là có giá trị nữa. Người ta ngột ngạt và muốn thoát ly thôi. Dĩ nhiên là cái câu nói đó là cái câu rất cực đoan. Cái xem tất cả các loại hôn nhân là mồ chôn. Nó chỉ là mồ chôn của những trường hợp hôn nhân không có hạnh phúc. Còn hôn nhân hạnh phúc á, thì đó là điểm bắt đầu để cho hạnh phúc đó được nhân đôi. Thay vì trước đây mình vui một mình với vai trò là một người độc thân, bây giờ chúng ta vui cùng nhau, vui hai người, thì cái niềm vui nó phải tăng gấp đôi chứ. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải hiểu và thương đúng cách. Trong Phật giáo Đại Thừa, Bồ Tát Quan Thế Âm có 30 mấy ứng thân. Một trong các ứng thân quan trọng của Đức Phật Quan Âm là có cơ thể nghìn bàn tay và nghìn con mắt. Ta nên hiểu đây là biểu tượng triết lý, chứ thực tế thì không có ai có đến 1000 cánh tay đâu. 3 cánh tay còn chưa nhìn thấy, lấy đâu có đến 1000 cánh tay. Mỗi người chỉ có 2 con mắt. Về cấu tạo sinh học, cơ thể của con người không thể có 3. Nhưng mà ở đây đó, biểu tượng mà, cho nên người ta triết lý hóa qua hình ảnh biểu tượng. Có 1000 con mắt, mỗi một con mắt nằm ở trong là một bàn tay. Bàn tay là cái phương tiện để thể hiện các hành động. Và hành động đây là hành động của từ bi. Khi mình nói mình thương yêu một người nào đó mà thiếu sự chăm sóc, thiếu sự hy sinh, thiếu sự quan tâm thì sự yêu thương đó chỉ là vỏ mồm thôi. Yêu thương phải thể qua hành động cụ thể. Dĩ nhiên để cho hành động yêu thương đó không trở thành là ghen tu mù quáng, chối buộc, thì nó phải được đạo diễn bởi trí tuệ, tức là sự hiểu biết sáng suốt, hiểu biết các vấn đề, hiểu biết quy luật cuộc sống, hiểu được quy luật nhân quả, hiểu được tâm lý, hiểu được cá tánh, hiểu được các giới hạn của nhau. Và sự thương yêu nhau đó, đó mới có thể được bền và lâu. Cho nên là các bạn là Phật tử đó nên nhớ, mỗi khi lại tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn, 1000 con mắt nằm trong 1000 bàn tay, chúng ta phải cam kết rằng tôi sẽ để cho trí tuệ viết kịch bản cho cuộc sống của tôi, trí tuệ làm đạo diễn cho các hành xử và giao tế của tôi, trí tuệ sẽ là người giải quyết tất cả các vấn đề bao gồm tốt và xấu, thuận và nghịch mà tôi đang sống với hoặc là đang gặp phải. Nhưng mà cách đó đó thì tình thương yêu của các bạn, dầu là cho cha mẹ hay là cho người thân, bạn bè, cộng sự, đối tác, hoặc là sự yêu đương giữa nam và nữ, vợ và chồng, chắc chắn là sẽ trổ sinh được hoa trái của hạnh phúc thôi. Nên phải tập như là một thói quen. Từ khi xây dựng cái tình yêu á, trên sự hiểu biết, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu là tình nguyện chăm sóc nhau, chia sẻ nhau, nâng đỡ nhau với lòng
ham nhẫn lớn. Đó là điều phát nguyện thứ hai mà hai bạn đã tự nói ra để mong Phật và tăng đoàn cũng như là cha mẹ chứng minh. Khi mà mình chăm sóc một người nào đó, nhất là khi người đó đang bị bệnh hay là nỗi khổ niềm đau tấn công họ, thì chúng ta sẽ thấy là gì? Trước nhất mình có một cái sự cảm thông trước các bất hạnh mà người đó đang gặp phải, và xem đó, nó có liên hệ đến bản thân mình, và tình nguyện là gì? Đó là nỗ lực để đặt các gánh nặng khổ đau đó ra khỏi cuộc sống của người mình thương. Đó là sự chăm sóc tích cực. Chăm sóc theo Phật giáo phải là sự nuông chiều, nhất là những nuông chiều sai lầm và quá đáng. Nuôi chiều sẽ là một quá đáng thì chúng ta vô tình đẩy người bình thường đó vào một lối sống tiếp tục đó là bị dướng kẹt vào sự dựa dẫm thôi, thì gần như là mất đi cái năng lực tự lập. Cho nên theo văn hóa Phật giáo, như là văn hóa tự lập đó, tự lực đó, khuyên chúng ta rằng đó là giàu cho mình được chồng thương hay là vợ thương, với cái nguồn tài chính nó quá phong phú khỏi phải làm việc gì hết, thì đạo Phật vẫn khuyên người được thương và được chu cấp đó là vẫn tiếp tục đi làm. Thì làm nó là một cái niềm vui, làm nó làm cho cuộc sống mình nó có giá trị, nó làm cho mình bớt lệ thuộc, và chúng ta cùng nỗ lực để mà xây dựng tổ ấm. Người có nguồn tài chính lớn thì xây dựng với sự đóng góp nhiều, người có cái nguồn lương và tài chính ít hơn đó thì cũng góp phần xây dựng ở cái mức độ tương đối. Tức là phải có bàn tay, sự đóng góp, chắc xám, tâm huyết, cam kết và tính trách nhiệm, thì ngôi nhà hạnh phúc được cả hai dung trồng và xây đắp này đó mới thật sự là của cả hai người. Và làm được như thế thì hạnh phúc nó mới nhân đôi được. Chứ còn một bên làm tất tần tật từ A đến Z, từ sáng đến chiều tối, bên còn lại thì quá nhàn hạ, không phải làm gì hết á. À, lúc đầu á thì không sao, vì thương yêu nhau quá người ta bỏ qua, nhưng mà về lâu về dài đó, bên nào làm nhiều quá cảm thấy mệt mỏi. Khi mệt mỏi á, xảy ra đó thì dễ căng thẳng. Căng thẳng á thì không chỉ là stress, mà về lâu về dài nó trở thành là gì? Tuyệt vọng, rơi vào trầm cảm. Là tôi đã gặp một số trường hợp như thế, đến chùa Giác Ngộ nhờ tư vấn. Một cặp vợ chồng đứng trước bờ vực thẳm của ly hôn, đến mô tả rằng là họ đã khó có thể chịu được được nha. Cô vợ than vãn là chuyện ở trong nhà từ A đến Z cô vợ lo hết. Chồng thì rất là hiền, không hút lá, không rượu bia, không gái ghiếc, không có hưởng thụ quan phí. Đi làm về đó là sau giờ tan sở về thẳng tới nhà, nhưng mà ở trong nhà thì không biết làm gì hết á. Thì từ nhỏ được cha mẹ ruột á thương quá, làm từ A đến Z à, nên là cậu này khi làm chồng á, làm cha thì không biết làm thế nào để lo cho con, lo cho gia đình. Mỗi tháng thì làm vương đem về giao cho vợ thôi. Cô vợ lúc đầu cảm thấy rất là hài lòng, rất là hoan hỷ, nhưng mà làm tất tần thật riết rồi đã cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy chồng là gánh nặng, và xem chồng như là đứa con trai thứ hai, đứa con trai lớn thôi, tôi phải lo luôn cho chồng mình. Thì tôi nêu cái việc này ra để cho thấy rằng là gì, cái sự chia sẻ đó nó phải là của hai bên, mỗi bên phải gánh vác tùy theo cái năng lực, sở trường và chuyên môn, để chúng ta cùng là vun đắp hạnh phúc và an vui. Chứ còn một bên mà làm không á, dù bên còn lại không cố tình phớt lờ trách nhiệm, nhưng mà họ chưa từng quen và cũng không chịu nỗ lực khắc phục để làm quen, thì còn lại rất là mệt mỏi. Cho nên chung thủy không, đàng hoàng đứng đắn không, sống chuẩn mực không, vẫn chưa đủ để mà xây dựng tổ ấm. Nó đòi hỏi chúng ta phải hiểu để chi, tức là chăm sóc đúng, chia sẻ đúng, theo đó chúng ta mới góp phần nâng đỡ tinh thần người mình đồng hành. Thiếu sự nâng đỡ tinh thần đó thì cái việc đó nó rất là khó bền, tại vì chúng ta đi cùng nhau mà. Tôi thường sánh ví hôn nhân đó
giống như là một đôi dép. Đôi dép là luôn luôn đi đồng hành, và đôi dép không bao giờ rơi vào tình trạng là hai chiếc dép trái hay là hai chiếc dép phải. Nó phải có một chiếc trái, một chiếc phải, nó mới tạo thành một đôi. Cũng giống như một bên là nam, bên là nữ. Dĩ nhiên bây giờ thì có cái sự cho phép của luật pháp ở mức độ tương đối tại một số quốc gia về hôn nhân đồng tính, tức là giới tính thứ ba, mặc dù nó đã có từ lúc con người có mặt à, nhưng mà chính thức cho phép á, thì mỗi nơi ở mọi quốc gia nó còn dè dặt, họ có được cái quyền đó như là một cái tự do được luật pháp cần rộng lượng mở ra để bảo hộ. Còn còn lại đó thì chúng ta thấy là phải là một chiếc dép trái, chiếc dép phải thôi. Thì cái khoảng cách của hai chiếc dép này đó, nếu chúng ta quan sát từng bước đi đó, chỉ là như vài tấc cho đến là chừng hơn một thước là hết rồi. Và hai bạn cứ hình dung vợ và chồng giống như là đôi dép như vậy, đừng đi quá cách xa nhau mà phải gần nhau về nghĩa bóng á, tức là lý tưởng sống, khuynh hướng sống, thói quen sống, quan điểm sống, cách thức tiếp cận vấn đề, cách thức giải quyết vấn đề, cách thức nuôi dạy con, rồi cách thức xây dựng tương lai cho con, rồi cách thức lo cho bên chồng, lo cho bên vợ, tương quan xã hội và gia đình, chuyện trong nhà ngoài phố, cố gắng làm sao giống như là đôi dép vậy, phải song hành, đừng tách rời nha. Thì lúc đó đó các bạn sẽ có đủ cơ hội và kinh nghiệm để chia sẻ và nâng đỡ nhau trong đời. Và điều đó đó chính là chiếc chìa khóa để làm cho hạnh phúc được nhân đôi. Điều ba, đề cao văn hóa hài hòa. Đạo Phật dùng hình ảnh như sữa hòa với nước, không thể tách ly. Điểm chung của nước và sữa đều là chất lỏng. Khi hai chất lỏng được trộn vào nhau, tạo ra sự hòa tan. Lúc đó đó, chúng ta sẽ không còn phân biệt giữa các yếu tố góp phần tạo ra sữa nữa. Chúng ta chỉ nhận diện duy nhất là sữa dữ vào đó thì có chất bổ, mang lại sức khỏe. Hình ảnh thứ hai Đức Phật nêu ra cũng giống như là trăm sông tuôn đổ về biển cả. Khi ra tới biển thì các cái vị ngọt của các con sông, bao gồm các con sông phù sa hay sông nước mặn, đã trở thành biển, và chỉ gọi chung là biển cả. Và lúc ấy chỉ còn là một vị duy nhất, đó là vị mặn thôi. Sử dụng hai hình ảnh này, Đức Phật muốn gợi mở về là văn hóa sống hài hòa, để chúng ta giữ sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu mà thiếu sự hài hòa thì nói ra là chắc chắn là bất đồng, mà bất đồng thì nó dẫn đến những đổ vỡ hàng ngày. Thì trong điều nguyện thứ ba thì hai bạn đã phát nguyện thứ nhất á, là không cố tình gây sự, tức là không kiếm chuyện. Có thể do ngộ nhận, do hiểu lầm, do các thông tin mà chúng ta nghe qua gọi là người khác kể về vợ hoặc là chồng mình đó, làm cho chúng ta dễ giận lắm, nóng lắm, khó chịu lắm. Hoặc là chúng ta bị gọi là cài bẫy, ta muốn nỗ lực là phá hủy hạnh phúc của cả hai, thì ta phải nói những cái lời đồn xấu, những cái điều không có sự thật, để cho hai bên đó là nghi ngờ nhau, là trách cứ nhau, lý luận hơn thua về nhau. Và điều đó, đó nó sẽ dẫn đến là gây sự. Và gây sự nào nó cũng tạo ra cái sự đổ vỡ hàng ngày hết đó. Cho nên điều quan trọng nhất học theo lời Phật dạy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy. Tức là đừng để cho cái cảm xúc của chúng ta bị dẫn dắt theo cái chiều hướng tiêu cực.
hãy xem nó là một dữ liệu đi. Khoan phán đoán, khoan đó là dội tin, chứ không phải là chúng ta phớt là không tin. Khoan dội tin để xem là có đủ cái cơ sở rằng những điều mình nghe và thấy đó là sự thật hay không. Ít ra mình cũng phải để cho người mình thương có cơ hội chia sẻ được, trình bày được rằng họ bị hiểu lầm và họ bị vu cáo hay là họ bị hàm oan. Đừng là phán đoán như là một quan tòa. Trước khi lắng nghe cái sự chia sẻ của còn lại, và cái người bị phán đoán quan tòa cảm giác là bị ức chế lắm, bị đè nén lắm. Ta khi họ nghĩ rằng họ có cái quyền bình đẳng để chia sẻ, nhưng mà là không chia sẻ được. Và lưu tiền đây đó thì tôi cũng mở một hoạt đơn nhỏ trong 10 điều tâm niệm của Luận Bảo Vương Tam Muội do người Trung Hoa viết. Có một câu rất nguy hại: oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Áp dụng câu này vào trong đời sống là nó đổ vỡ hàng ngày. Thì do vì mình sợ là còn chấp vào ngã nhân, cho nên bị hàm oan là cứ đè nén, chịu đựng tiêu cực thôi. Đang khi có nhiều vấn đề đó, ngộ nhận nhau, hiểu lầm nhau, chờ lúc nào mà cả hai bên đang vui và điềm tĩnh đó, chúng ta chia sẻ, phân tích nhẹ nhàng thôi, thì còn lại sẽ có thể hiểu và cảm thông được. Thì lúc đó đó, cái rủi ro trong việc gây gỗ không có cơ hội xảy ra. Bây giờ mình cứ đè nén, đè nén cái sức chịu đựng, đến lúc nào không chịu nổi nữa rồi đó, bắt đầu tạo ra cái căng thẳng, đó là cốc cằn. Chúng ta sẽ dùng những cái ngôn ngữ căng thẳng nhất, nặng nề nhất, trút đổ lên người bình thường. Mà lẽ ra là thương nhau đó, phải cho hạnh phúc nhân đôi. Thì là đó những điều mà Đức Phật dạy là từ ái, những lời có sự thật, những lời hòa hợp đoàn kết, những lời lịch sự và những lời có lợi ích. Thì chúng ta đã vô tình chút đổ những lời là khó nghe nhất, khó thương nhất, khó chịu nhất cho nhau. Đó là bất công. Đang khi giao tới với xã hội, bên nào cũng là dùng những lời lẽ rất lịch sự, ứng xử rất lịch thiệp để làm vui lòng người khác, mà phần lớn đó là khách hàng. Ta xem khách hàng như là thượng đế. Đang khi đó vợ chồng mình phải là khách hàng quan trọng nhất ở trong đời. Thì nhớ được điều này để chi? Trong mọi tình huống là cố gắng là không có gây sự. Thứ hai là không trách móc và không lý luận hơn thua. Trách móc á, nó thường bắt nguồn từ sự than thở, hoặc là khi mà mình cho rằng đó hành xử của người bình thường á thuộc vào hàng chướng tai gây mắt, chứ mình cảm thấy mình khó chịu lắm, mình phải trách. Là móc, tức là móc, cái cây móc á, nó có một cái hình thức là tròn, ở cái đầu của nó rất là nhọn, mà khi mà nó đụng vô một cái vật nào đó thì cái vật đó sẽ được câu lên, móc lên, treo lên hoặc là lôi ra. Cho nên đó, là trách móc đó, là cái thói quen sử dụng những cái ngôn từ vừa châm biếm, vừa chọc tức, vừa hả giận, vừa đỡ nư, mà thường đó, nó ghim vào trái tim đau thương của người còn lại. Nhiều khi chúng ta vô tình sử dụng các cái loại ngôn ngữ và các thói quen ứng xử theo loại trách móc, mà khi trách móc rồi nghe nó khó chịu lắm. Đang ghi đó, những cái tốt của nhau thì phần lớn chúng ta ít kể về nhau, rồi những cái tích của nhau chúng ta ít khi khen tặng nhau, thỉnh thoảng cũng nên nịnh nhau chút xíu, thì cái hầu như cái này nó không có, hoặc có rất ít. Đang khi trách móc cộng với cơn giận dữ đang xảy ra thì chúng ta mở hết tối đa vô liêm, và làm cho người bình thường có cảm giác là gì? Họ như là kẻ có tội, có lỗi, và là một nghi can bị xử ở tại cung đình vậy. Cái cảm giác đó rất là khó chịu. Hôn nhân đó thì không có kẻ thắng và người thua. Chúng ta có thể xem thương trường là một chiến trường, hay là chính trị là một chiến trường, kẻ thù là một chiến trường. Đó là đối với quan niệm của người phàm, người đời. Còn quan niệm của Phật giáo đó là không nên xem thương trường là một chiến trường,
Mình xem như vậy đó, lúc nào mình cũng bị đặt vào cái cách thế căng thẳng về cảm xúc và thái độ. Chúng ta đơn giản quá vấn đề, nhẹ nhàng quá vấn đề, đừng có quan trọng quá, đừng cường điệu quá, đừng thách đố hóa. Cứ nỗ lực làm hết tất cả những gì mà mình có thể dành cho tập đoàn và công ty của mình, dù mình đang ở một cái vai trò mắt xích nào, chẳng hạn như là CEO, tức là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm, hay là chỉ là các nhân viên bình thường, thì hãy làm tất cả những gì có thể để ta góp phần cho cái sự tăng trưởng và phát triển chung của tổ chức. Phải làm với tất cả trách nhiệm cao để cùng là hướng đến sự thành công. Thì khi mình quan niệm như thế thì chúng ta không xem ai là đối thủ. Người khác có thể xem mình là đối thủ, còn mình chỉ làm cái phận sự của mình, làm hết tất cả những gì một cách đúng phương pháp, thì trước sau gì chúng ta cũng gặt hái được các kết quả tốt. Huống hồ đó là vợ chồng của nhau, tình nguyện đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Từ đó chúng ta trở thành là hai lữ khách trên đó là cuộc sống, là có cùng nhau dìu dắt nhau và cùng là xây dựng tổ ấm. Cho nên đó là cố gắng đừng lý luận hơn thua, đừng theo kiểu hoặc là tôi đúng hoặc là anh đúng, hoặc là anh đúng hoặc là em đúng, cái đó không mang lại hạnh phúc gì cho cả hai. Khi mà một trong hai người rơi vào tình trạng đó thì người còn lại đó chịu khó nhường nhịn để cho cái căng thẳng đó sớm được vượt qua. Và sau đó một thời gian, khi cả hai vui trong một cái không gian thoải mái với cái thời điểm thích hợp, thì nhắc lại khéo léo cái câu chuyện đó để mình nói rằng mình bị ngộ nhận, mình bị hiểu sai, để người kia nhận ra được vấn đề. Và lúc đó là cái gút mắt được giải quyết một cách êm đẹp. Ngày nay các đối thủ chính trị, các đảng phái chính trị đối lập phải khép lại quá khứ là kẻ thù của nhau, và tập trung vào hiện tại, xây dựng mối quan hệ hữu nghị mới, thậm chí là toàn diện, vì lợi ích chung của hai nước và dân tộc của hai nước. Các nhà chính trị ta còn nghĩ đến cái giải pháp đó, thì huống hồ đó là hai người thương yêu nhau, phát xuất từ trái tim không thể thiếu nhau, thì có lý đâu mà chúng ta phải hơn thua cho bằng được. Cho nên là cứ nhường nhịn lẫn nhau, và hai bên đó phải cam kết là gì? Cả hai cùng thắng, tức là cả hai cùng hạnh phúc. Tức là giải quyết vấn đề gì phải dựa trên tinh thần và nền tảng đó đó, thì các bạn sẽ dễ dàng vượt qua được các dị biệt của nhau. Vì dị biệt giữa nam và nữ chắc chắn là có. Một bên đó thì sống về cảm xúc nhiều, đó là nữ. Một bên đó là thiên nặng về lý luận và cái tôi, giống như là sự tranh đấu, đó là nam. Là hai cá tính này, hai loại biệt nghiệp này mà nếu không chịu hài hòa với nhau đó thì không bên nào vừa bên nào, cuối cùng cả hai cùng thua. Một người chết thì một người phải bị thương, một người thắng thì một người phải bị thất bại. Cái đó là cố gắng tránh một cách tối đa. Khi nêu ra cam kết đó, hài hòa cùng nhau, thì chúng ta phải nhấn mạnh đến mục đích là gì? Cả hai được hạnh phúc và cả hai cùng được an vui. Đặt điều này ra làm nền tảng thì chúng ta sẽ cố gắng là không hờn giận. Chị em phụ nữ cảm xúc nhiều cho nên dễ hờn, dễ dỗi, dễ giận, dễ để lòng, dễ để bụng. Vui thì cũng trút đổ ra bên ngoài như là ruột để ngoài da, khó kiểm soát, khó giấu được lắm. Tức là cái phản ứng cảm xúc vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn đó là tuôn trào như là thác đổ đối với những người có cảm xúc nặng, mà phần lớn là phụ nữ. Còn đàn ông thì khô khan về cảm xúc, sống với lý trí nhiều, cho nên là lúc thương vợ nhưng mà ít khi biểu đạt thành lời, và đó cũng là cái yếu kém mà chúng ta phải khắc phục bằng là truyền thông tích cực, bằng lời nói và hành động cụ thể, để cho người bình thường đó cảm nhận được, tiếp đón được, thì lúc đó nó cái hạnh phúc đó nó mới có thể được sử dụng để bù đắp lại những cái gian khó và cực khổ
khi cả hai đang nỗ lực xây dựng tổ ấm vào những ngày, tuần, tháng, năm đầu. Cái nỗ lực đó nó phải gấp đôi, gấp ba lần so với những lúc chúng ta đang còn sống độc thân. Hãy tập theo ca từ của một bài thiền ca do Làng Mai sáng tác. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều, buồn chi mà năm ba bữa, để cho tâm tư héo sầu. Khi buồn ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình, tan tính tình tan. Cứ tập nó như là một thói quen ứng xử đi. Giữa vợ và chồng, ai mà nói lỡ lời đó thì người còn lại hay là gì? Tức là cứ thoải mái nghe thôi, đừng phán xét, đừng phản ứng. Vì phản ứng trong lúc mà mình giận á, luôn luôn là có lỗi, hoặc là đổ dầu vào thêm lửa, không bao giờ hàn gắn lại được. Nhưng mà nghe thì phải trên nền tảng là nghe sâu sắc. Nghe sâu sắc thì chúng ta không phán đoán, không bực tức, không đè nén, không cảm thấy mình bị hàm oan. Nghe để hiểu và cảm thông, đó là hiểu thấu. Thì có hiểu thấu thì mới thương nhiều được. Thương nhiều thì chúng ta không trách cứ, cho nên rộng lượng, tha thứ, quảng đại, bao dung, bỏ qua. Cần gì đó thì hãy để lúc nào vui, như đã nói hồi nãy đó, thì chúng ta mới đem ra để nhắc lại, để rút kinh nghiệm, chứ không phải là đem ra để trách cứ là mình đúng, người kia sai, mình bị thiệt thòi, người kia lắng lướt, mình bị hàm oan, người kia thì là kẻ tác nhân tạo ra nỗi khổ. Tức là đừng bao giờ giải quyết vấn đề giữa vợ chồng theo khuynh hướng đó. Tức là phải trên nền tảng là thương nhiều. Còn nỗi buồn á, đừng có để nó tồn tại năm ba bữa. Thuật ngữ Phật học và tại Trung Hoa có câu là hận bất quá nhật. Tức là hờn, giỏi, giận, tức, thù. Đừng nuôi cảm giác đó quá một ngày. Còn nếu mà mình là Phật tử sâu sắc nữa đó, thì đừng nuôi nó quá một giờ. Rồi nỗ lực đừng nuôi nó quá một phút. Rồi nỗ lực đừng nuôi nó quá vài giây. Tức là phải có trách nhiệm là tháo mở cái cơn giận tức ra khỏi não của mình. Tức là sao mướn được cái cục tức á, dâng nó qua bên ngoài, xem nó như là cái cục giật ung thư. Rồi đôi lúc là vợ là tức chồng, nó tích tụ là nhiều năm, hoặc là chồng mới là tức vợ tích tụ nhiều năm, là đụng một cái là bùng nổ do quá dồn nén tiêu cực. Chúng ta phải thực tập gọi là hỷ xả, tức là vui để bỏ qua. Thì bằng cách đó thì các cái cơn hờn giận tức khó chịu căm phẫn thù hận đó sẽ không còn là mối đe dọa cho hạnh phúc cả hai. Và muốn như vậy thì mỗi ngày phải thực tập tâm từ bi trước khi đi ngủ, cùng với việc làm chủ hơi thở ra và vào, nằm với tư thế thoải mái, nhẹ nhàng hít vào, mang thanh khí, niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, lạc quan, từ bi, hỷ xả, bao dung, quảng đại, tha thứ, vị tha. Rồi thở ra ngoài, tống khứ trượt khí với nỗi khổ, niềm đau, căng thẳng, phiền muộn, lo âu, sầu bi, u não và tất cả những gì thuộc về tiêu cực trong đời. Phải tập như một thói quen thì giấc ngủ của các bạn sẽ trở nên rất an lành, thoải mái. Sáng hôm sau vậy thì nó tràn đầy năng lượng mới, nó làm cho chúng ta năng động hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn, cam kết hơn, sáng suốt hơn, bản lĩnh hơn để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng cũng như là các vấn đề mới. Cho nên phải làm thế nào đó là trở nên hài hòa như là nước và sữa, hay là trăm sông về biển cả chứ còn là một vị mặn thôi. Điều 4, trách nhiệm với bản thân và trách nhiệm với người thân. Là Phật tử đó thì chúng ta nên thấy rất rõ đó, cuộc sống không chỉ đơn thuần là vật chất. Mặc dù nó là mối gọi là ám ảnh và đe dọa lớn cho hạnh phúc của con người. Một mái nhà tranh, hai quả tim vàng đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết,
và phim ảnh lãng mạn. Còn trong cuộc sống á, nó chỉ tồn tại được vài ngày, nhiều nhất là vài tuần, vài tháng, chứ không thể tồn tại cả đời được. Nên Đạo Phật không xây dựng hạnh phúc trên những cái gì viển vông hay là quá lý tưởng, mà phải xây dựng trên hiện thực của nhân, duyên và quả. Nhân lành, duyên tốt và quả hạnh phúc. Trách nhiệm về bản thân ở đây đó được hiểu là gì? Trước nhất đó, cái gì được chúng ta gánh vác hoặc do tình nguyện hoặc do phân công, hãy làm với tất cả những gì tốt đẹp nhất, đúng đắn nhất có thể, và thậm chí là nỗ lực làm vượt chỉ tiêu. Uy tín của người như thế ngài sẽ được tăng trưởng. Còn Phật giáo còn dạy thêm là tình nguyện làm công quả, tức là bỏ công sức để tạo ra một quả phúc lành mà người hưởng trực tiếp không phải là mình mà là người khác. Người làm công quả phải là người có tâm từ bi, dành thời gian, công sức, chất xám, tiền bạc để đóng góp cho một Phật sự, một thiện sự, hay là chuyện nhân đạo, hay là chuyện tình nguyện trong xã hội và cộng đồng. Thì chúng ta hiểu rất rõ, nó là làm cho người khác, cho xã hội, chứ còn thực chất là làm cho mình được tốt đẹp hơn, được hạnh phúc hơn thôi. Là nhân và quả nó là thế. Bây giờ đó là khi làm cái gì đó là phải làm với cái tâm có trách nhiệm nhất. Trách nhiệm thứ hai đó là cân bằng cuộc sống giữa vật chất và tinh thần. Mỗi ngày chúng ta mất 8 giờ đi làm, 2 giờ bận đi bận về, đó là 10 tiếng. Trung bình là 8 tiếng ngủ, chỉ còn có vài tiếng sinh hoạt gia đình thôi. Thì với cái khoảng quỹ thời gian ngắn ngủi còn lại đó, các bạn nên dành ra cho chính mình tối thiểu mỗi ngày 15 phút. Hoặc là thực tập thiền, hoặc là đọc một bài kinh, hoặc là đọc một quyển sách hay. Để rũ bỏ các căng thẳng mà trong một ngày làm việc, do chúng ta tiếp xúc với những người khó chịu, tình huống là trái ngang, và các cái áp lực là phát sinh trong quá trình chúng ta giải quyết các vấn đề. Đó là biết thương mình, chăm sóc cho mình về phương diện tinh thần. Các bậc cha mẹ ngày nay trong bối cảnh giáo dục Việt Nam cho rằng là con em của mình không còn thời gian để đi chùa nữa, vì học chính quy ở trường lớp còn phải học thêm nếu muốn đạo. Thì có lẽ là nước Việt Nam lạm dụng vào sự học thêm này quá mức đi, là do về đồng lương của giảng viên, giáo viên quá thấp. Nếu không dạy thêm thì không thể nào tồn tại với nghề, mà lương bổng của nó đó chỉ có 2-3 triệu đồng cho mấy năm đầu, lên đến 10 năm sau, 15 năm sau mới có thể được 5 triệu đồng, 6 triệu đồng. Quá thấp. Thấp còn hơn là những người bán trà đá hay là những người bán là hàng rong ở đường phố. Cái khó khăn về cái chính sách giáo dục lương bổng cho người dân Việt Nam á, là khó khăn chung mà chúng ta phải chấp nhận để nỗ lực vượt qua. Cho nên trách nhiệm cho chính mình là gì? Tức là trong quỹ thời gian ngắn ngủi đó, hãy quản trị thời gian khéo léo để chúng ta có ít thời giờ chăm sóc cho hạnh phúc của bản thân. Vì sức khỏe đó không chỉ đơn thuần là sức khỏe thể chất, mà còn là sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tinh thần và sức khỏe tâm linh. Sức khỏe thể chất thì nó liên hệ đến chế độ làm việc và vận động, ngủ nghỉ, giải trí, vui chơi và các cái hình thức hưởng thụ. Làm đúng cách đó, thì ít bệnh, sống thọ và hạnh phúc. Còn làm không đúng cách, lạm dụng nó thì dẫn đến nhiều loại bệnh tật. Cái đó chỉ cần có kiến thức y khoa và nỗ lực làm theo là có thể đạt được. Sức khỏe cảm xúc là rất khó đạt được, vì cảm xúc chúng ta gồm có cảm xúc khổ đau, cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc trung tính. Cảm xúc khổ đau thì gồm có cảm xúc là bất hạnh, cảm xúc buồn, cảm xúc lo rầu,
căng thẳng, sầu bi, u não, bực dọc, hận thù, oan ức, tức tối, ganh tị, hơn thua, vân vân. Nó rất nhiều cái cung bậc khác nhau, và nó có thể nhấn chìm chúng ta trong cái dòng sông của cảm xúc tiêu cực. Cho nên là phải nỗ lực tăng cường sức khỏe cảm xúc, tức là làm thế nào để khi tiếp xúc với ai, chúng ta luôn luôn là để lại những cái cảm xúc lành mạnh cho họ và cũng là cho chính mình. Cho nên là phải nỗ lực làm chủ cảm xúc. Sức khỏe tinh thần thì nó rộng hơn cảm xúc, và tinh thần cảm xúc ra nó còn có thái độ, tâm tư, nhận thức, là văn hóa, rồi tri thức. Thì các cái hoạt động tinh thần đó nó giúp cho chúng ta là tăng cường được sự hiểu biết và trở thành là con người xã hội đúng nghĩa. Đây là các loài động vật đó thì không có được cái cơ hội này do vì thiếu phát triển ý thức. Cho nên phải có trách nhiệm với chính mình, đó là có thực tập Phật pháp. Thì hai bạn là Phật tử thì việc thực tập Phật pháp rất là thuận lợi. Trách nhiệm với người thân thương được hiểu theo rộng nhất là gì? Chia sẻ trách nhiệm và làm thế nào để xây dựng cho người mình thân thương được hạnh phúc. Trong điều phát nguyện thứ tư, hai bạn đã nêu ra cam kết là có trách nhiệm dẫn dắt con em làm Phật tử từ nhỏ. Quy trình đó các bạn nên làm một số bước như sau. Bước 1, trong thời gian mang thai, trung bình 10 tháng, các bạn hãy nỗ lực chăm sóc cho nhau tốt nhất, nhất là chồng. Vì người vợ dễ là mặc cảm tự ti về thân thể béo phì, về sự mất duyên, về cái cảm giác là dễ bị bỏ rơi bởi chồng. Nếu chồng không gần gũi, không an ủi, không chăm sóc, không hỏi han, không ở bên cạnh để dìu dắt đó, thì người vợ cảm thấy là buồn tủi dữ lắm. Cái cảm giác tiêu cực đó nó ảnh hưởng trực tiếp vào cái cá tánh của đứa con trong bào thai. Cho nên trong thời gian thai dựng thì chồng phải hỗ trợ vợ mọi thứ để cho vợ cảm thấy hạnh phúc, được chồng thương. Và lúc đó người vợ mới phát triển là những cái phẩm chất cao quý như là từ bi, hỷ, xả, rộng lượng, bao dung, quảng đại, tha thứ, vô ngã, vị tha. Bên cạnh việc đó là ăn uống đúng cách, đó là vẫy tay chào với các loại ma túy, rượu, bia, thuốc lá và những cái loại thực phẩm mà đưa vào trong cơ thể đó mang lại bệnh tật, thì lúc đó đứa con đó, trong bào thai trưởng thành về thể chất tốt, và khi sinh ra đó chắc chắn là được khỏe mạnh, và đồng thời đó cũng có được hỗ trợ, đó là một phần của cá tánh, để khi sinh ra đó thì các cháu đó trở nên là có những cái phẩm chất lạc quan và cao quý. Thỉnh thoảng mỗi tuần một lần á, các bạn phải dẫn con cháu đến chùa, và đến tuổi lên ba đó thì chính thức cho con cháu quy làm Phật tử từ nhỏ, phải tập thành một thói quen thôi. Các tôn giáo khác làm tốt việc này lắm, riêng các Phật tử tại gia do ngộ nhận rằng đạo Phật là đạo tự giác, theo nghĩa là tự ý thức và tự kỷ luật, cho nên đó là rời bỏ trách nhiệm dẫn dắt con em. Vì dưới 18 tuổi luật pháp cho phép chúng ta là dẫn dắt mà, còn trên 18 tuổi thì các cháu được quyền đó là tự làm. Mà trẻ thơ đó cũng giống như là một loại cây non, chúng ta muốn uống nắng theo dạng thụ bonsai nào thì nó sẽ tạo ra hình thù đó. Uống nắng phải uống nắng từ tuổi mầm non, chứ còn khi mà lớn lên rồi là rất khó uống nắng. Cho nên là 3 tuổi là cho quy đi, rồi 10 tuổi, 13 tuổi cho quy lên thêm một lần nữa ở ngay cái ngôi chùa mà trước đây mình đã từng làm lễ. Rồi mỗi tuần lễ đó thì phải dẫn con cháu đến chùa sinh hoạt để giải phóng các căng thẳng, tăng cường những sự hiểu biết về kỹ năng sống, rồi giá trị sống, nghệ thuật giao tiếp, ứng xử tích cực, rồi học đạo đức, học tâm linh, học nhân quả, học tin có kiếp sau để có trách nhiệm lớn với các hành động của mình, rồi học hiếu kính cha mẹ, học biết ơn thầy cô giáo, học trung thành với tổ quốc, học đó là tương quan với người khác và đồng loại theo tinh thần tích cực, và nhiều cái giá trị tích cực khác
các cháu sẽ được học ở tại các chùa. Thầy chùa Giác Ngộ thì thứ bảy vào lúc 3 giờ đến 5 giờ có chương trình sinh hoạt mầm non và thiếu nhi tuổi từ 3 cho đến 12. Vào ngày Chủ nhật á, thì một tháng có 2 ngày cho thanh thiếu niên, tức là học sinh và sinh viên, và 2 ngày dành cho trung niên và lão niên. Mỗi đợt như vậy đó đều có trung bình là 600 người đến 800 người tham dự. Còn các cháu mầm non và thiếu nhi thì trung bình có khoảng 200 đến 250. Thì chúng ta tập dẫn dắt con cháu mình đến sinh hoạt, để con cháu hiếu kính với cha mẹ, thì các bạn với vai trò làm phụ huynh đó, an tâm hơn cho sự nghiệp của mình. Vì khi mà con mình không hư đốn đó, thì cả gia đình mới được hạnh phúc. Tôi làm tư vấn thì thấy rất rõ là có nhiều bậc cha mẹ khổ vì con. Khi đứa con bị hư, chẳng hạn như là nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện là cá độ, nghiện đánh đề, nghiện rượu chè, nghiện hưởng thụ, nghiện là đàn điếm, hay là nghiện mua sắm, thì hầu như là cha mẹ là mất ăn bỏ ngủ và khổ cùng với con. Đang khi đứa con thì thờ ơ dửng dưng, thậm chí còn ghét bỏ cha mẹ nữa. Khi được cha mẹ càng chăm sóc quan tâm giờ nào, nó càng ghét bỏ nữa. Hay là bởi vì từ nhỏ chúng ta thiếu sự dẫn dắt, cho nên đó, khi lớn lên đó, nó sống với cái thói quen cái gì, thích cái gì làm cái đó. Và nhất là trong bối cảnh là luật pháp ngày càng rộng mở, và xem đó, đó là việc sử dụng các cá tính như là một cái quyền, thì lại càng khó giáo dục. Nên phải giáo dục từ tuổi đó là còn non. Trách nhiệm với người thân đó, thì chúng ta cần phải chia sẻ chân lý Phật. Và chia sẻ thì chúng ta biết rồi, nó gồm có ba: chia sẻ vật chất, tức là tài thí; chia sẻ niềm vui không sợ hãi, tức là vô úy thí; và chia sẻ chân lý Phật, tức là pháp thí. Chia sẻ vật chất đó, có nghĩa là đối với người thân bao gồm cha mẹ thì chúng ta phải phụng dưỡng và hiếu kính, chia các một phần lương của mình. Còn đối với anh chị em đang bị thất nghiệp mà mình có điều kiện cao hơn, thì trước nhất nên giúp đỡ người thân, rồi sau đó mới giúp đỡ những người dân đang lâm vào các hoàn cảnh khó khăn. Bởi vì không có ai chết mà mang theo được tất cả mọi tài sản trong đời, cho nên đó là khi còn sống, làm được việc nghĩa, việc đức, việc phước nào thì cứ làm, nhất là làm cho người thân cùng quan hệ máu mủ, thì lại càng có ý nghĩa gia đình, để cho hạnh phúc trong gia đình đó được nhân đo. Chia sẻ niềm vui không sợ hãi là mình phải có bản lãnh và có hiểu biết đúng, tức là có trí tuệ, thì chúng ta mới giúp cho người khác đó là rũ bỏ được mê tín dị đoan, rũ bỏ được sợ hãi, rũ bỏ sợ ma, và rũ bỏ được những cái nỗi sợ tào lao khác. Con người có hàng dạng các nỗi lo và sợ hãi, và sống với sợ hãi thì không thể trải nghiệm được hạnh phúc. Cho nên người tu học Phật á, phải giúp đỡ cho người thân của mình đó là làm thế nào để vượt qua được các sợ hãi, sống thản nhiên, sống an vui, sống thông dong, sống là hạnh phúc trong đời. Và chia sẻ chân lý Phật á, thì ngày nay thì có rất nhiều hình thức tặng sách và kinh Phật phù hợp với là nghề nghiệp và sở trường của người được chúng ta quan tâm, hoặc là tặng các băng giảng, rồi tặng các máy nghe giảng, hoặc là chúng ta gửi những cái đường link về những cái bài giảng hay, về những cuốn sách đó là có giá trị giáo dục tốt. Thì cứ tập là quan tâm người thân của mình bằng những cái hành động nho nhỏ đó, nhưng mà lại có giá trị tích cực rất lớn, có những cái thay đổi rất là màu nhiệm ở trong đời. Và khi những người thân đó được thay đổi theo hướng tích cực thì chúng ta sẽ được hạnh phúc lây, chúng ta sẽ được hạnh phúc là lớn hơn, không bị trở ngại nữa. Kính thưa các quý Phật tử, hạnh phúc nhân đôi đó vừa là mơ ước mà vừa là cái chủ trương của cuộc sống. Không nên đó là trải nghiệm hạnh phúc cho riêng mình, mà làm thế nào đó để cho mọi người được cộng hưởng hạnh phúc, cùng chia sẻ hạnh phúc và cùng thụ hưởng hạnh phúc đó. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải khởi đi bằng tâm từ bi,
tức là thể hiện cái sự quan tâm, thông cảm, thấu hiểu các nghiệp riêng và nghiệp chung, những cái thuận lợi cũng như là trở ngại mà những người thân, bạn bè chúng ta đang gặp phải là gì, để chia sẻ các giải pháp thích hợp giúp cho họ vượt qua. Thay mặt cho tăng đoàn chùa Giác Ngộ, một lần nữa tôi kính chúc mừng chú rể Sanh Công Vạn, pháp danh Thiện Huy, và cô dâu Phạm Lâm Thư, pháp danh là Tường Trân, được tròn ước nguyện hạnh phúc trăm năm. Và điều đó sẽ góp phần làm cho cha mẹ, vợ, cha mẹ chồng cũng được vui lây, và bà con thân quyến tham dự chứng kiến lễ cưới diễn ra tại chùa Giác Ngộ hôm nay đó, sẽ có thêm những cái điều khích lệ mới, và sẽ là dẫn dắt người thân của mình, khích lệ người thân của mình đó, cũng có được cái cơ hội làm lễ cưới tại chùa như các bạn hôm nay. Chúc tất cả được an lành. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.